kinh, chánh niệm, tỉnh giác. Khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt, thì một người thiếu chánh niệm tỉnh giác không thể có được tàm úy. Khi tàm úy không có mặt, này các tỳ kheo, thì một người thiếu tàm úy sẽ không có khả năng thu thúc lục căn. Khi lục căn không được phòng hộ, thì một người không phòng hộ lục căn sẽ không thể có giới hạnh. Khi giới hạnh không có mặt, thì chánh định sẽ không có mặt. Khi chánh định không có mặt, thì tri kiến như thật sẽ không có mặt. Khi tri kiến như thật không có mặt, thì một người như vậy sẽ không thể nhàm chán và ly tham. Khi nhàm chán và ly tham không có mặt, thì một người như vậy không thể có được giải thoát tri kiến. Ví như, này các tỳ kheo, một cội cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không thể phát triển đúng mức. Từ đó, vỏ cây, xác cây, lõi cây cũng không thể phát triển đúng mức. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác không có mặt, thì tàm úy cũng không có mặt. Cứ vậy, giải thoát tri kiến cũng sẽ không có mặt. Này các tỳ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, thì tàm úy sẽ được phát triển đúng mức. Khi tàm úy có mặt, này các tỳ kheo, thì khả năng phòng hộ các căn cũng được phát triển đúng mức. Khi có được khả năng phòng hộ các căn, thì giới hạnh cũng được phát triển đúng mức. Khi giới hạnh có mặt, thì chánh định cũng được phát triển đúng mức. Khi chánh định có mặt, thì tri kiến như thật cũng được phát triển đúng mức. Khi tri kiến như thật có mặt, thì nhàm chán và ly tham cũng được phát triển đúng mức. Khi nhàm chán và ly tham có mặt, thì giải thoát tri kiến cũng được phát triển đúng mức. Ví như, này các tỳ kheo, một cội cây có cành và lá, các mầm non của cây ấy phát triển đúng mức. Từ đó, vỏ cây, xác cây, lõi cây cũng phát triển đúng mức. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, thì tàm úy cũng được phát triển đúng mức. Cứ vậy, giải thoát tri kiến cũng được phát triển đúng mức.